Hello, cho anh em nhé. Lại tôi chào anh em là đến kể chuyện ma tập 3. Và tôi hôm nay tôi sẽ kể về những câu chuyện mất tích của trẻ em. Nhớ anh em, một ngày nọ cậu bạn ấy đã bị Benny của em bắt cóc. Rồi xong cậu ta không biết thế nào mà cũng bắt cóc như thế, cho nên cậu ta quyết định là báo với cảnh sát. Nhưng báo xong thì cậu ta đã mất tích từ năm nào hoặc là mấy giờ nào, cho nên là cậu ta sẽ sợ hãi và ông bên đinh quay đang bắt cóc cậu ta. Rồi cậu ta đã bị ông bên đinh quay bắt cóc, và nhưng lúc ngày sau thì cậu ta đã không còn nhớ gì nữa. Cậu ta chỉ nhớ về những câu chuyện liên liên quan chú tể sờ lên ở ven thôi. Những ngày đó cậu ta đang sợ hãi và đang ở trong một cái bồn cầu của bên đi ngoài, nên đây có nhiều màu bóng đỏ. Trong khi đấy cậu ta đã thấy vậy, cho nên cậu ta sẽ sợ hãi và kinh điểm. Cậu ta rất chi là sợ, biết tại bây giờ cậu ấy rất sợ hãi và rất nhớ đời những câu chuyện bí ẩn đấy. Anh hiện tại cậu ta đã bị mất tích ở sau đó mất tích 500 năm mà không thấy về luôn. Và lúc sau ấy, cậu ta đã lúc sau bố mẹ của cậu ta đã biết như thế liên quan cho mấy ông cảnh sát. Rồi sau đó ông cảnh sát là biết vậy, ông cảnh sát sẽ đi đến điều tra bí ẩn đấy. Và sau đây là cậu ta sẽ biết nhớ về ba mẹ, cho nên ba mẹ của ta sẽ quay trở lại và giải cứu ngay thôi. Và đây cái chuyện mà đến tập 3 đến đây kết thúc. Bye bye nhé nha.